Đây là đường phố Cần Thơ mùng năm Tết. Bên phải. Người dân rất là tấp nập luôn. Trang trí đẹp lắm các bạn. Bạn có biết đây là nơi đâu không? Quá đông rồi. Biết đâu không mọi người? Đây. Đây là chợ Cần Thơ. Hôm nay mình tới chợ Cần Thơ chơi. Bây giờ mình sẽ đi tham quan chợ Cần Thơ các bạn, xem chợ Cần Thơ có gì đặc biệt không. Hai bên đây là bán đồ ăn vặt nè các bạn. Còn cái chợ Ninh Kiều phía đằng này nè, là họ sẽ bán như là quần áo, đồ như là đồ lưu niệm á. Rất là nhiều bà con hôm nay tới đây chơi nè, bữa nay mùng 5. Bây giờ mình sẽ vô mình kiếm đồ ăn. Đi đâu. Quá đông rồi, quá đông rồi. Quá trời đông rồi. Đây có những hàng quán nè. Đây để mình quay cho các bạn xem. Rồi tới tôi được rồi đó. Đây là họ bán trà sữa matcha nè các bạn. À, đĩa món liền hồi mua. Đi vòng rồi quay lại. Quá trời. Quá trà sữa chưa? Đang làm đó bà. Trả tiền luôn rồi bé ơi, trả tiền luôn rồi. Cái nào thì tưới đi em trai ơi. Có đủ xịn góp nhỏ rồi. Rồi rồi rồi. Cái nào tưới. Bên này bán hộp gà nè các bạn. Quá trời đồ ăn rồi. Cái này món gì đây? Xôi gà. Món này món gì vậy anh? Bánh bánh tuột anh ơi. Bánh bánh tuột. Còn bên đây là gì? Bánh bạch tuột hả? Đây là 4 cái thôi. 2 cái thôi. Mua ăn thử đi anh trai, 5 ngàn. Mày ăn xôi gà hả? Chút mua, chút mua về nhà ăn vậy vậy. Đây là xôi gà nè mọi người. Quá trời. Đây là xiên que nè. Dùm con bực tột luôn. Chưa mua đồ dùm, dùm không được. Hải sản tươi sống luôn, xiên que các loại luôn. Đứng góc đó kìa, cái là hết mạng luôn. Thôi được rồi. Ở đây có bánh bạch tuộc nữa nè. Ê mà bên đây thấy nó nhỏ hơn kia vậy. Đúng rồi, bên kia thằng kia bán lâu rồi. Thằng kia review là nó có rồi à. Ở đây có bán bạch tuộc nữa các bạn, nhưng mà viên bên đây nó nhỏ hơn viên bên kia. Bánh bạch tuộc. Ở đây là bán súp cua, bắp xào súp cua,
xôi quá gan luôn. Mày đảo xôi hả? Đây xôi để chung một tên là Hữu Phước. À quá trời cái mâm này rồi. Em có bạn cái lẩu đó trời. Quá trời cái mâm này các bạn. Quá trời cái mâm này hấp dẫn rồi. Đầy đủ món luôn. Mình sẽ đi một vòng mình quay cho các bạn xem rồi mình ghé mình mua về ăn. Đây là bán đủ món luôn. Cái món xôi đó các bạn. Xôi anh ơi. Xôi này là xôi gà 22. Xôi gà 22 các bạn, quá trời hấp dẫn luôn. Em đi vòng chứ mà lại em. Chúc anh bán đắt nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Đây là có chè nè các bạn. Wow. Ủa đây có tôm càng nữa nè. Xôi nhiều lắm các bạn ơi. Hết 26 rồi tới 16 nè. Ở đây hình như là người ta đậu xôi các bạn. Đi đâu cũng thấy xôi gà hết trơn. Đây xôi gà nè. À ở đây là mình sẽ quay lại. Các bạn đến đây mà thấy hai cái hàng dừa này nè, là đúng cái khu chợ đó rồi đó. Nè các bạn có cái bảng nè. Chợ cổ hàng dừa luôn, bán cà phê luôn. Ở đây là xiên bột, xiên que với sushi. Bạn thấy đi vậy quá à. Ôi. Cái quán quá trời lung linh luôn các bạn. Quá trời đèn luôn. Đó mỏi không? Có rồi hả? Quá trời đông rồi, quá trời đông. Ôi con tôm càng biết bự luôn kìa. Con tôm càng quá trời bự luôn bạn. Bánh này bánh gì đây? Bánh phèn la, bánh gì đừng biết nữa. Bánh phèn la chắc mình nghĩ là giống bánh gán của Doraemon đó các bạn. Đây còn một hàng dài nữa nè. Xôi nữa nè bạn Hoàng. Xôi nữa nè. Đây là xôi gà, xôi xá xíu. Ở đây có bánh tráng nướng nè các bạn. Em ơi, anh có một. Chờ xin quay xíu anh. Ở đây có bán bánh tráng nướng nè các bạn. Rất là đông người đợi luôn. Có bạch tây ghe nha. Bạch tây ghe. Khác với mấy chỗ khác. À có bạch tây ghe. Bạn. Rồi tới con gái đó là một cái nữa. Rồi. Đầy đủ món luôn. Có bún riêu luôn. Ở đây là cái gì đây? Ở đây hấp dẫn nè, khát cảo. Khát cảo tới hoài. Cái này á mà đi mà dẫn bạn gái theo các bạn. Chỉ có rắc chuột cái quần nữa luôn. Quá trời cái này ngon rồi nè. Đây là tiệm hát cảo Tâm Ký rồi các bạn. Quá trời hấp dẫn rồi.
Ở đây có trứng sữa. 4 cái là 40.000. Hát gạo là 836.000 đó. 30, 40, 70, 80, 83.000 Bánh đây nó tròn quay rồi, bóng nặng. Không biết nhiều, 83.000 Ai biết, đó cái đó mua tính theo cái. Đúng rồi, 9.000 gần hết rồi các bạn. Ở đây là hàng kem. Dạ dạ. Nhà Thái, nhà bưởi, nhà sen, kem dừa anh trai. Ba sen chung á. Đây là rất là nhiều món chè luôn hả các bạn. Có bàn ghế còn nha. Có bàn ghế không? Lấy tiền. Mình sẽ qua mình mua cái gì đó ăn, rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem tiếp chợ bên kia các bạn. Bên kia là chợ Bến Ninh Kiều. Bây giờ mình sẽ đi qua hướng bên đây. Bên đây các bạn ra chợ, bạn quẹo trái rồi qua bên chợ Ninh Kiều. Bên đây là Bến Ninh Kiều nè các bạn. Đây là chợ Bến Ninh Kiều. Không không gì, mai em về sớm mà. Khi nào em có cần thì em nhé. Giờ mình sẽ quay cái chợ Bến Ninh Kiều để các bạn xem. Ở đây khi các bạn đến chợ này sẽ có được mấy chị mấy anh là hỏi mình là có đi chợ không, chợ nổi tham quan các bạn. Các bạn muốn đi thì các bạn xin số của chị. Bên đây thì chủ yếu là họ bán quần áo với đồ lưu niệm các bạn. Bên đây thì nó không có đông bằng bên kia. Bán những cái nơ đồ của mấy bạn nữ nè. Này dừng lại hàng bên đây nè. Cứ 7 giờ. Quần áo. Hàng thanh lý nè. Thanh lý bằng 100.000 à bạn. Thanh lý. Thanh lý cái này nó hơi cao ta. Đúng rồi. Cái vai người ta nó kéo lên được chưa? Ở đây là với một cái 20.000. Ở đây là có cái ông đang khắc cái chữ nè các bạn. Đánh chung một móc luôn anh. Này là mình khắc hình tên mình lên để làm móc khóa. Có hình trái tim rồi nè. Đồng hồ, đồng hồ với chuỗi. Bán rất là nhiều đồ luôn. Bạn em có mua vàng không kìa? Có mua vàng không? Không mua vàng hả? Rồi, mua vàng thôi à. Quần sọt một cái 100.000. Bên đây có cái quán cà phê nè. Cà phê Amavo gì nè các bạn. View rất là đẹp. Trước đây có mấy bạn nữ uống nè. Mấy cặp uống nè các bạn. Còn bên đây là có cái nhà màu vàng luôn. Màu vàng trắng. Cái này là
cái bảng để là Minh Nguyệt cư sĩ. Ngồi vòng vòng trước cửa nhà. Sẽ đi tiếp. Đây bán dép các bạn. Cái này mình nghĩ là ngay cỡ mấy ngày Tết chính là nó sẽ cực kỳ đông luôn. Hôm nay là mùng 5 đó các bạn, mà nó còn đông cả này nữa nè. Nếu mà mấy ngày lễ, mấy ngày Tết chính thì mình nghĩ là rất là đông luôn. Đây là cuối đường nè, có cái dây địch nè các bạn. Rồi mình sẽ quay qua bên tay trái bên kia. Mình tính mua đồ lưu niệm các bạn mà chưa thấy cái gì để mua nè. Cái này là mấy cái ốp của chìa khóa thông minh. Nó hơi dẻo quá. Đâu cái ốp á, ốp của chìa khóa thông minh rồi. Có mấy cái đồ kẹp tóc nè. Cái này là gian hàng của đồ nữ. Mấy cái nơ nè các bạn. Đây là tôi. Quên qua bên đây. Bên đây là gian hàng đồ chơi. Đi vào đây coi. Chứ mua đồ lưu niệm thấy gì mua hết trơn. Đây là đồ giá thì từ 100.000 trở xuống rồi các bạn. Nó tưởng cái quần của Nam con đội ơi. Còn cái khu này là chắc hết Tết đó. Họ dọn về các bạn. Quá trời đông vui luôn. Cái này lớn hơn chợ ở dưới Bạc Liêu của mình. Biển số là khắp nơi luôn các bạn. Đổ về đây chơi á. Tại vì mấy bữa Tết á mình không có đi. Mình sợ đông quá các bạn. Nên không có quay được mấy cái cảnh như là chợ hoa đồ. Nhưng mà mình đi ngay bây giờ là khách tới vắng là mình dễ quay. Đông quá các bạn nó cũng nguy hiểm, nó phức tạp. Bây giờ mình sẽ đi thẳng qua bên bến Ninh Kiều. Sẽ quay cái bến Ninh Kiều để các bạn xem coi nó nhộn nhịp không các bạn. Này cái quán cà phê nãy mình nói cho bạn nghe nè. Mỗi một cái bàn á là họ thiết kế cho mình một cái cửa sổ luôn. Rất là đẹp, ngay mặt tiền luôn các bạn, hai mặt tiền luôn. Quán này cực kỳ ăn khách luôn. Sẽ đi qua bến Ninh Kiều. Đến Cần Thơ rồi phải đến bến Ninh Kiều các bạn.